Chưa đầy 2 giờ đồng hồ nữa, trận cầu được hàng triệu trái tim người hâm mộ bóng đá trong nước trông đợi sẽ được diễn ra tại sân vận động Al Maktoum của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Cho dù gặp không ít khó khăn về tình hình lực lượng trước trận đấu này, nhưng nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng như các học trò đều sẵn sàng hướng tới chiến thắng. Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam cho biết, trận đấu với Malaysia sẽ mang tính chất quan trọng trong việc tìm vé tham dự vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Vì vậy, ông và các học trò sẽ tập trung hết sức cho cuộc đấu vào đêm nay. Malaysia có nhiều cầu thủ nhập tịch trên hàng công, điều này sẽ giúp họ có những sự ứng biến về mặt chiến thuật. Chúng tôi cũng đã theo dõi nghiên cứu các cầu thủ này qua video để có phương án hợp lý. Tôi không muốn tạo ra áp lực cho các học trò, nhưng chúng tôi muốn dồn sức cho trận đấu với Malaysia. Chúng tôi luôn muốn hướng tới chiến thắng. Ở phía đối diện, huấn luyện viên Tan Chien Hue cũng cho biết đã sẵn sàng để đánh bại đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ Malaysia háo hức hướng tới trận đấu này. Đây là trận đấu có ý nghĩa vô cùng quan trọng với chúng tôi. Cầu thủ của tôi đều có giấc mơ giành kết quả tốt khi đối đầu Việt Nam. Sự tự tin rất quan trọng. Malaysia đã tập luyện tốt. Chúng tôi phải sẵn sàng và tập trung cho mọi khoảnh khắc trước tuyển Việt Nam. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra lúc 23:45 ngày 11 tháng 6 trên sân vận động Al Maktoum. Dịch COVID-19 chắc chắn sẽ khiến cách chúng ta theo dõi trận đấu có phần thay đổi. Quý vị lưu ý hãy đảm bảo những biện pháp phòng chống dịch bệnh, ưu tiên giữ an toàn sức khỏe để cùng đồng hành với các cầu thủ quốc gia có một trận đấu thật sự trọn vẹn. Vậy trước trận đấu này, người hâm mộ dự đoán ra sao về trận đấu? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay sau đây. Trận này có hai khả năng, một Việt Nam thắng, hai Malaysia thua. Chỉ hy vọng các cầu thủ giữ đôi chân nóng, cái đầu lạnh tối nay nhé. Các anh cứ cố hết mình là được. Các anh đã đang là một phần trang trọng của lịch sử bóng đá Việt Nam rồi. Em tin là Malaysia cũng không thể cản đường Việt Nam lúc này. Tạm bỏ qua các yếu tố chuyên môn, em cảm nhận Việt Nam trong kỳ hưng thịnh, vượng khí tăng cao. Còn Malaysia thì đang lay hoay bế tắc, nên kết quả sẽ là sự hanh thông dành cho chúng ta. Còn nữa, rất có thể ông Shin Tae-yong sẽ cùng Indo níu chân UAE giống như cái cách mà ông ấy đã cùng Hàn Quốc đối xử với Đức. Khả năng cao là UAE sẽ ém quân trời Việt Nam. Đây chính là cơ hội cho các cầu thủ trẻ xứ vạn đảo rửa mặt trước khi ra về. Đá với Malaysia chưa khi nào dễ cho Việt Nam cả. Nhưng trận sinh tử hôm nay, chúng ta và Malaysia đều không có đường lùi. Với niềm tin vào đội tuyển thì hôm nay mình vẫn tin Việt Nam thắng dù rất vất vả khó nhọc hơn nhiều so với đối thủ Indonesia. Thưa quý vị, Bộ Công an đang lấy ý kiến đóng góp dự thảo nghị định mới để thay thế nghị định 167/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội và bạo lực gia đình. Theo đó, tại khoản 4 điều 10 dự thảo nghị định mới, Bộ Công an đề xuất phạt hành chính từ 4 đến 6 triệu đồng đối với hành vi thế chấp, cầm cố, nhận cầm cố, hủy hoại căn cước công dân hoặc chứng minh thư nhân dân. Mức phạt này cũng được áp dụng cho người mua, bán, thuê hay cho thuê, mượn, cho mượn giấy tờ tùy thân để thực hiện hành vi trái pháp luật. Đây là các điểm mới so với nghị định đang có hiệu lực. Từ 15 giờ chiều ngày 11 tháng 6, giá xăng E5 RON 92 trong nước tăng thêm 622 đồng lên 19.048 đồng một lít. Trong khi đó, xăng RON 95 tăng thêm 633 đồng một lít. Như vậy, xăng E5 RON 92 và xăng RON 95 trong nước đã tăng trở lại và đạt mức giá cao nhất kể từ ngày 14 tháng 2 năm 2020. Trong 7 tháng qua, giá xăng E5 RON 92 đã tăng tổng cộng là 5.163 đồng một lít, xăng RON 95 tăng 5.463 đồng một lít. Ngoài ra, giá các mặt hàng dầu cũng được điều chỉnh tăng tương đối mạnh. Sau khi điều chỉnh, giá bán đối với mặt hàng dầu diesel là 15.448 đồng một lít, dầu hỏa là 14.412 đồng một lít và dầu mazut là 14.954 đồng một kg. Liên quan đến đoạn clip người phụ nữ đánh một cháu bé xảy ra tại Bệnh viện Phụ sản Nhi Quảng Nam, thông tin từ báo Vietnamnet cho biết cơ quan chức năng hiện đang vào cuộc xác minh, làm rõ. Theo đó, vào tối ngày 10 tháng 6, mạng xã hội Facebook lan truyền clip ghi lại cảnh một cháu bé đang ngồi trên giường bệnh, cạnh đó là người phụ nữ đang dọn dẹp. Bất ngờ, cháu bé bị rơi từ trên giường bệnh xuống sàn nhà và đã bị người phụ nữ đánh tới tấp vào mông. Qua xác minh, người phụ nữ trong đoạn clip 34 tuổi, trú xã Tiền Thọ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Cháu bé trong đoạn clip là con của chị này. Người mẹ trong đoạn clip cho biết do tai nạn từ nhỏ nên đôi khi bản thân không kiểm soát được hành vi, chị đánh con là do bé nôn ói khóc lóc. Chị cũng rất hối hận sau khi sự việc xảy ra. Theo lãnh đạo Bệnh viện Phụ sản Nhi Quảng Nam, cháu bé bị viêm đường ruột,
nhập viện vào ngày 9 tháng 6. Bệnh viện cũng đã cử người thường xuyên theo dõi, không để tái diễn sự việc tương tự. Mới đây, một số tài khoản Facebook chia sẻ bài viết có nội dung kêu gọi ủng hộ nhu yếu phẩm cho trẻ em trong khu cách ly ở Hà Tĩnh. Trong đó cho biết các bé đang thiếu nước uống và sữa trầm trọng. Thông tin này đã khiến dư luận không khỏi hoang mang lo lắng. Qua xác minh của phóng viên VTC, ông Nguyễn Văn Ninh, Chủ tịch UBND xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh khẳng định những thông tin này là không chính xác, không có chuyện các con trong khu cách ly cầu cứu về việc thiếu thức ăn, nước uống. Xã đã giao cho lực lượng công an xác minh tài khoản này để xử lý. Trước đó, sau khi phát hiện ba mẹ con ở xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà dương tính với SARS-CoV-2, cơ quan chức năng đã rà soát được 31 trường hợp học sinh, trẻ mầm non là F1. 31 học sinh đang được cách ly tại trường mầm non 1 Tân Lâm Hương và trường mầm non 2 Tân Lâm Hương. Vì các em quá nhỏ chưa thể tự chăm sóc bản thân, nên nhiều phụ huynh đã xin được vào cách ly tập trung cùng với con để tiện chăm sóc. Mới đây, trái đất đã chính thức có đại dương thứ 5 với tên gọi Nam Đại Dương, được xác định bằng dòng chảy hải lưu mà không phải bằng vị trí địa lý và các mảng kiến tạo như 4 đại dương trước đó. Theo ghi chép của những chuyên gia từng đi vào Nam Đại Dương, vùng biển này có vẻ đẹp khác biệt hơn so với những nơi khác, với các con sông băng có màu xanh thẫm hơn, những ngọn núi sắp xếp hiểm trở hơn và gió cũng lạnh hơn. Đây cũng là nơi có hệ sinh thái phong phú, ảnh hưởng chung đến nhiều hệ sinh thái ở các vùng khác. Nam Đại Dương, Southern Ocean, vốn được giới khoa học biết đến từ lâu, nhưng đến nay mới chính thức được công nhận vì những ý kiến không đồng nhất và không có thỏa thuận quốc tế chung. Giới khoa học từng tranh luận trong nhiều năm về việc công nhận tên riêng cho vùng nước xung quanh Nam Cực, trong đó có nhiều ý kiến cho rằng đây chỉ là một vùng mở rộng về phía Nam của Thái Bình Dương, Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương. Sau nhiều năm xem xét, Ủy ban Chính sách Bản đồ của Hiệp hội Địa lý Quốc gia Mỹ đã công nhận, đồng ý đặt tên cho đại dương mới là Nam Đại Dương, bởi giới khoa học và truyền thông sử dụng thuật ngữ này ngày càng phổ biến. Nam Đại Dương là đại dương duy nhất tiếp xúc với ba đại dương khác và bao trùm toàn bộ một châu lục mà không phải bị các châu lục khác nằm bao quanh như 4 đại dương còn lại. Bị mắc kẹt trong suốt 4 ngày, mất nước và không thể ăn vì vết thương, chú voi Kanjisa may mắn được cứu và đưa đến Trung tâm Phục hồi và Phát triển Voi Hotspur ở Nam Phi. Hiện nó đang sống những ngày hạnh phúc cùng với một đàn voi mà nhiều con cũng mồ côi từ bé và được con người nuôi dưỡng. Kanjisa dính bẫy của những kẻ săn trộm tại công viên quốc gia Kruger của Nam Phi khiến miệng của con voi này bị rách. Tuy nhiên, Kanjisa giờ đã có một cuộc sống mới, gia nhập một đàn voi mới. Có thể thấy là khi ở cùng đàn voi, nó sẽ đi theo và đứng nép vào voi lớn khi nó còn nhỏ. Ngoài ra, nó cũng đứng trong bóng râm do đàn voi tạo ra nữa để không bị cháy nắng, nên thật là tuyệt vời khi con vật thích ứng với tình huống mới. Các con voi bị bạch tạng rất hiếm, nhưng chúng có khả năng thích ứng với môi trường sống. Kanjisa có thể trú ẩn dưới bóng của các con voi lớn hơn để bảo vệ làn da. Đối với Kanjisa, một con voi bị bạch tạng, cuộc sống đã rất khó khăn từ lúc khởi đầu. Lâu nay, voi con Kanjisa cũng rất thân thiết với một con cừu có tên là Lami. Lami có một bản năng làm mẹ vì giống loài của nó thuộc giống cừu Paddy và chúng có bản năng làm mẹ, nhưng nó cũng được con người tự tay chăm sóc nữa. Kanjisa trong tiếng địa phương có nghĩa là ánh nắng mặt trời. Dù cơ thể còn hằn sâu các vết sẹo sau vụ mắc bẫy, nó vẫn thích nghi rất tốt và không để cho sự khởi đầu khó khăn ngăn nó tỏa sáng rực rỡ giữa bầy đàn. Thưa quý vị, cá mập che vằn là loài động vật đang có tên trong sách đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế IUCN. Loài cá này phân bổ chủ yếu ở các vùng biển vịnh Thái Lan, khu vực Đông Nam Á, Nhật Bản và Bắc Australia. Trong khuôn khổ các hoạt động Ngày Đại dương Thế giới, mới đây các nhà nghiên cứu ngư nghiệp Thái Lan đã thả hàng chục cá thể cá mập che vằn con mà họ nhân giống được vào môi trường thiên nhiên. Tại một vùng biển thuộc tỉnh Rayong, miền Đông Nam Thái Lan, các nhà khoa học đã mang các cá thể cá con được 2 đến 3 tháng tuổi xuống tận đáy biển để thả. Cá mập che vằn như tên gọi của chúng, có nhiều sọc vằn trên cơ thể và phần đuôi rất dài. Chúng sống ở tầng đáy, di chuyển chậm chạp và kiếm ăn chủ yếu vào ban đêm. Đây là một trong những loài cá mập có kích thước cơ thể nhỏ bé nhất trong đại dương. Khi trưởng thành, cá mập che vằn chỉ dài khoảng 1,2 mét và không như một số loài cá mập khác, chúng không tấn công con người. Trong nhiều năm gần đây, loài này đứng trước nguy cơ tuyệt chủng do bị săn lùng để phục vụ giới chơi cá cảnh và cả những người có sở thích dùng các món ăn lạ. Trước tình hình đó, các nhà bảo tồn Thái Lan đang đẩy mạnh chương trình nhân giống cá mập che vằn để thả về môi trường biển. Năm nay, chúng tôi có nhiều trứng cá hơn năm ngoái và nhân giống thành công hơn, nhờ đó lượng cá con có nhiều hơn để mang về biển.
Do được sinh ra trong túi noãn nên cá mập che vằn có tỷ lệ nở và sống sót thấp trong điều kiện tự nhiên. Ngoài ra, chúng có thể vô tình mắc vào lưới của ngư dân. Cùng nhiều nguyên nhân khác, loài này đang ngày càng sụt giảm số lượng trong môi trường tự nhiên. Đến nay, trong khuôn khổ dự án này, các nhà nghiên cứu thuộc Bộ Ngư nghiệp Thái Lan đã nhân giống thành công và thả về tự nhiên hơn 200 cá thể cá mập che vằn. Họ kỳ vọng rằng con số đó sẽ tiếp tục tăng lên và những con cá ra đời trong điều kiện nhân tạo sẽ tiếp tục thúc đẩy quá trình sinh sôi khi trở về biển cả. Chương trình 22 cộng ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào giờ này ngày mai.